Sa thủ kinh cảm ơn cảm phần. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa pháp tăng cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin minh cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ con xin được ôn bài. Và nếu không còn bàn tay của ai thì là con xin phép được thỉnh pháp sư sớm luôn. Dạ, nếu vị nào có đưa tay thì đưa tay cho lẹ nha, không thì Nhật Quỳnh khóa sổ ngân quý vị. Dạ, cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itibuttaka chương 3 ba pháp phẩm 5 bài 94 La Mã. Này các tỳ kheo, tỳ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào, như thế nào? Do quan sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần không có tán loạn, không có cản động, tâm không trú trước nội trần, không chấp thủ, không bị khủng bố, sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh già chết trong tương lai. Tỳ kheo đã đoạn tận cả bảy loại trói buộc, đã chấm dứt sợi dây vòng sanh tử luân hồi, đã đoạn tận chẳng đứng, vì ấy không tái sanh. Dạ, con đã ôn bài xong, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mến chào Tâm An người vào đạo tràng. Tâm An ơi, có thể đưa bàn tay mình lên ôn bài không? Tâm An cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, Tâm An, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh, có thể cầm bích ôn bài thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Rồi, không phải không? Dạ, sa thú lành thai, cảm ơn Tâm An. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, mặc dù cô cầm mic nhưng không đọc bài được. Cảm ơn Cẩm Vân, cảm ơn Xích Trần Đạo, cảm ơn Vinh Quát Tha Ná, Thì Na, cô ấy Minh, Xích Sạng Đông đã hoàn hỷ lên ông bài. Dạ, Nhật Quỳnh kính lệ cô tu nữ Phúc Hạnh. Cô tu nữ Phúc Hạnh ơi, cô có cầm mic ôn bài được không cô? Cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Mic đang ế cô ơi. Alo, cô tu nữ Phúc Hạnh, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô có ôn bài được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Rồi, mời cô nghe. Cô bé cười Nhật Quỳnh, mến chào cô bé. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào Phật đạo tràng. Cho nên xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Tứ Vút Tá Cá chương 3, ba pháp phẩm 5 bài 94. Này các tỳ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào? Như thế nào? Do quan sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần không có tán loạn, không có tán rộng, tâm không trú được một trú được nội trần, không chấp thủ, không bị khủng bố, sẽ không sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh già chết trong tương lai. Tỳ kheo đã đoạn tận cả bảy loại trói buộc, đã chấm dứt sợi dây vòng sanh tử luân chuyển, đã đoạn chặn đứng, vì vậy không tái sanh. Dạ tới đó hết rồi hả cô Nhật Quỳnh?
Dạ, rồi Phúc Hạnh xin xuống mít ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, cô vừa, hôm nay mít ế nên cô vừa giao là Nhật Quỳnh đã níu y cô rồi. Dạ, cảm ơn Hư Vân, dạ cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai, dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đáng tâm thành cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Bài học ngày hôm nay là bài Tiểu Bộ Kinh 95 và 96. Nam mô Bích Thai, dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Hà Tô Sạm Ma Sạm Bụt Đà Hà Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Hà Tô Sạm Ma Sạm Bụt Đà Hà Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Hà Tô Sạm Ma Sạm Bụt Đà Hà Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Dạ con xin sám hối với đạo tràng, con xin thỉnh Pháp Sư trở lại ạ. Dạ cảm ơn Hư Vân. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng trổ ha nành trải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp trở các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập ma đam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp. Nói đàn tự bi chúng sanh người khắp chốn đi. Tối mê cầu được trí tri vẹn. Dạ, trước khi chúng con thỉnh sư lên, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, con cũng thành kính đảnh lễ đại đức Chí Thâm vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài ạ. Dạ, con dạ Nhật Bình cảm ơn Vinh Quát Thanh Á đã cho bài học. Kinh Điểu Bộ Itibuttaka chương 3 ba pháp phẩm 5 bài 95. Này các tỳ kheo, có ba sinh khởi của dục, thế nào là ba? Dục đối với sự vật hiện tại, sự thích thú đối với sự vật mình tạo ra, sự chấp nhận sự vật do người khác tạo ra. Này các tỳ kheo, có ba sinh khởi này của dục. Những ai có lòng dục đối sự vật hiện tại và các loài chư thiên, chi phối các sự vật người khác tạo ra, chư thiên ưa thích thú đối với vật mình tạo, cùng các chúng sanh khác dụng các loại dục. Thái độ người hiền trí đối thoại dụng các dục, trong đời này đời khác từ bỏ tất cả dục, giàu thuộc về chư thiên và dục thuộc loài người. Những ai được chặt đứt dòng nước khó vượt qua sự say đắm sự vật. Thân ái là
thân ái và tốt đẹp, họ làm cho lắng dịu. Có vật dư thừa, họ vượt qua đau khổ, không còn chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy bậc trí, tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí do họ thắng tri được. Sự việc tận của sanh nên họ không đi đến, sanh đi rồi sanh lại. Bài 96 La Mã. Này các tỳ kheo, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của dục, những ai bị trói buộc buộc bởi trói buộc của hữu, là những bậc đến lại, đi đến lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, này các tỳ kheo, nhưng còn bị trói buộc. Bởi trói buộc của hữu, những vị ấy là hạng bất lai, không trở lui, lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, chế ngự được sự trói buộc của hữu, những vị ấy là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Những ai bị nhiếp phục bởi trói buộc của dục, bởi trói buộc của hữu, bởi trói buộc cả hai, chúng sanh ấy đi đến luân chuyển trong luân hồi, họ đi đến sanh tử. Những ai đoạn tận dục nhưng chưa đạt thành được sự diệt tận lậu hoặc, họ còn bị nhiếp phục bởi trói buộc của hữu, họ được gọi bất lai. Những ai chặt đứt được mọi nghi hoặc phân vân, đoạn tận được kiêu mạn, đoạn tận được tái sanh chắc chắn trong đời này, họ đi đến bờ kia vì họ đã đạt tới sự đoạn diệt lậu hoặc. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta học hai bài, bài 95 La Mã và 96 La Mã. Thì như thường lệ, trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Apikwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên như sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Sobatibano Phagavato Sawakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý hiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Bài học hôm nay đó là hai bài. Trước tiên, sở dĩ mà giảng hai bài đó là nó có liên hệ với nhau về ý nghĩa pháp, cho nên là chúng tôi giảng luôn hai bài. Cái bài 95 á, thì Đức Phật ngài dạy ở đây đó là: này các tỷ kheo, có ba sanh khởi của dục. Dục đối với các sự vật hiện tại, với sự vật hiện tại, sự thích thú đối với sự vật mà mình tạo ra, và sự chấp nhận
sự vật do người khác tạo ra. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái dục ở đây. Dục ở đây có nghĩa là nó là một trong những cái ái đối với cái sự thích thú của mình. Đối với sự thích thú, cái thích thú thứ nhất đó là cái sự vật mà do mình tạo ra, sự vật mà hiện tại. Thí dụ như là như thế này nè, quý vị biết rằng là cái tâm tham của mình á, thì nó có tính chất là sự tìm kiếm, sự tìm kiếm, rồi sự dính mắc, sự dính mắc. Khi nào mà tìm kiếm và dính mắc á, thì nó đều là cái tính chất của tâm tham á. Hay nói cách khác, đó là một trong những sự ái luyến dính mắc ở trong những cái hiện tại, trong những sự vật hiện tại. Thí dụ giờ chúng ta có các căn, các căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta. Thì mỗi một căn như vậy đó là nó tiếp xúc với một trần cảnh, tiếp xúc với một trần cảnh. Và khi mà tiếp xúc với các cái trần cảnh như vậy đó, thì tâm dính mắc, tìm kiếm dính mắc. Ban đầu thì nó sẽ là tìm kiếm, sau khi mà tìm kiếm có rồi đó thì nó sẽ dính mắc ở trong cái đó. Dính mắc ở đây đó nó giống như một cái thổi nam châm mà nó gặp cái kim loại, nó sẽ hút vào, nó sẽ hút vào. Như vậy thì mặc dù là chúng ta sanh ở trong cõi đời, cõi người của chúng ta, cõi nhân loại của chúng ta, thì cái việc mà dính mắc ở trong ngũ trần, ngũ dục á, thì đó là cái chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta ham thích dính mắc như vậy, cho nên là chúng ta mới có mặt ở trong cõi dục này, có mặt trong cõi dục này. Rồi chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thân và tâm của chúng ta đó, cho nên là chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh. Thí dụ như mắt thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe âm thanh hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân thì xúc chạm êm ấm, tâm thì suy nghĩ thích thú ở trong cái cảnh pháp đó. Thì ở đây quý vị thấy rằng những cái vật cảnh đó nó đều là hiện tại hết. Khi mà căn tiếp xúc với các trần cảnh thì nó sanh khởi lên. Mà quý vị biết là căn tiếp xúc với các cái trần cảnh thức sanh khởi lên thì cái đó được gọi là xúc, gọi là xúc. Ba pháp đó, hai pháp đó sanh, ba pháp nó gộp, nó tương khởi lên á, thì cái đó được gọi là xúc. Xúc là gì? Xúc tức là sự giao thoa giữa căn và cảnh thức sanh khởi. Nếu căn là con mắt của chúng ta, hay là mũi của chúng ta, tai của chúng ta, lưỡi của chúng ta, thân của chúng ta và tâm của chúng ta. Còn cảnh ở đây đó là cảnh sắc do mắt thấy, cảnh thinh là do một tai nghe, cảnh khí hay là cảnh hương đó là do mũi chúng ta ngửi, cảnh vị là do cái thức ăn chúng ta, thức ăn, thức uống gì đó chúng ta vào, rồi là cảnh pháp tức là tâm của chúng ta suy nghĩ. Như vậy thì sự giao thoa giữa căn, căn và cảnh thức sanh khởi thì cái đó được gọi là xúc. Và theo giáo lý Duyên Khởi đó, thì mà xúc á, khi mà các căn cảnh nó sanh khởi lên á, thì xúc thì nó sẽ là duyên cho thọ. Xúc sẽ là duyên cho thọ. Trong kinh á, thì mô tả rằng là dù là thọ khổ thì cũng dễ dàng duyên cho ái, thọ lạc cũng là duyên cho ái, thọ xả cũng là duyên cho ái. Bởi vì sao? Ở đây các vị thấy nè, đối với các cái vụ dục, sự vật
hiện tại, tức là mắt chúng ta ưa thích với cảnh sắc, tìm kiếm với cảnh sắc mà chúng ta nghĩ nó là đẹp, hay là tay của chúng ta thích nghe âm thanh im dịu, cái người mà khen tặng mình thì mình cũng thích đó. Rồi chúng ta nghe âm thanh im dịu, tức là cái âm thanh của tiếng trống, tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng này, tiếng kia, tiếng sáo, tiếng tiêu, vân vân. Chúng ta nghe nó vu vương trầm bổng như vậy đó, chúng ta thích thú vô trong cái cảnh đó, tâm bị trói buộc vô trong đó. Rồi lưỡi của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ăn cái thức ăn gì, hay là chúng ta uống cái thức uống gì mà chúng ta thích thú đắm nhiễm ở trong đó, thì tâm nó trói buộc vô trong đó, tâm trói buộc đó. Rồi là mũi chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Chúng ta ngửi cái mùi thường thường đó là, trong kinh nó là hương, hương tức là chỉ cho cái mùi hương thơm. Thì trong Di Diệu Pháp nói là Ngài Tịnh Sự, Ngài gọi là đó là cảnh khí, vì bao gồm cả mùi thơm và mùi thúi, chứ không phải là chỉ có, bởi vì mũi của chúng ta ngửi được cả hai mùi, mùi thơm hay là mùi thúi. Mùi thối đó thì nó cũng là cảnh khí, hay là mùi thơm đó nó cũng là cảnh khí, nhưng mà thường thường nó là hương, thì nó là hương thơm, hương thì hương thơm chứ không nói ai hương thúi. Vì vậy cho nên là cái mà mình thích thú á, cái mình thích thú trong cái mũi của chúng ta ngửi mùi á, chúng ta nhích. Thí dụ như chúng ta thích về nước hoa, chúng ta thích về nước dầu thơm, hay chúng ta thích về cái mùi này mùi nọ vân vân, thì cái thích đó, đó nó đem tâm của mình đắm nhiễm vô trong đó. Thì đó là những cái sự đối với các dục hiện tại, hiện tại. Rồi mình thích thú đối với các cái dục mà mình tạo ra nữa. Ở đây đó nói một điều đó là sao quý vị? Cái gì mình tạo ra? Xin thưa quý vị rằng, thí dụ như là những cái gì mà mình, quý vị để ý là một cái gì vậy? Cái gì mà mình thụ hưởng một cách quen thuộc rồi đó, nó trở thành cái sự dính mắc. Giống như cái chiếc áo của chúng ta bận vậy đó quý vị. Cái chiếc áo mà chúng ta bận mà nó vừa ý, chiếc áo chúng ta bận nó vừa ý, nó vừa mặc thẩm mỹ, vừa dặn với cái người của mình, rồi nó mang tính thời trang, rồi chúng ta bận nó quen lâu rồi đó, chúng ta cảm thấy thích thú và không muốn bỏ những cái vật đó. Hay hoặc là những cái đôi dép của chúng ta đó, cái đôi dép nào mà chúng ta mang mặc dù nó cũ mềm đi, nó không còn có giá trị nữa, nó cũ mềm đi rồi, nhưng mà chúng ta mang nó vừa dặn với cái chân của mình, rồi chúng ta thích thú ở trong cái sự mang đôi dép đó. Chúng ta không bỏ. Ở đây đó, ý chúng tôi muốn ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà mình tạo ra, mình nghĩ đó là của mình, mình nghĩ cái đó là sở hữu của mình, cho nên là bằng cách này hay cách nọ mình không muốn buông bỏ nó, không muốn bỏ nó. Bởi vì vậy đó, cho quý vị thấy rằng là từ ái đó có thể là duyên cho thủ. Thủ là gì? Thủ là sự chấp giữ. Ái là sự đi truy tìm, nhưng mà thủ nó là sự chấp giữ, quý vị. Cho nên cái vật gì mà mình nghĩ rằng mình tạo ra thì mình rất là thích thú trong cái vật đó. Cho nên có những cái gì mà mình tạo ra thì mình thích thú, dù là các cái vật dụng chúng ta sở hữu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sở hữu cái này hoặc là sở hữu cái kia đó, cho nên là tâm mình đắm nhiễm trong đó, không buông bỏ. Còn thủ đó thì nó là một cái sự dính mắc không buông bỏ, quý vị. Nó không buông bỏ. Ở trong Trataka có nhắc đến một cái câu chuyện. Có một cái anh chàng, ảnh đi hai vợ chồng đi gánh nước thôi. Gánh nước. Một ngày gánh nước thuê cho người ông bá hộ đó, một ngày chỉ lấy được một đồng tiền, tiền công của hai vợ chồng gánh nước.
cho ông bá hộ, và cứ đi lại giếng ao hồ gánh nước đem về nhà của ông bá hộ để ông bá hộ xài đó. Thì một ngày ông bá hộ chỉ trả cho một đồng tiền vàng cái công của hai vợ chồng gánh nước đó. Rồi cứ mỗi buổi chiều đó, thì sau khi làm lụng xong đó, thì cái người thanh niên này chạy lại gốc thành của phía đông, bươi ở trong cái cục gạch mà mình nhét ở trong cái dách thành của cửa đông đó, để cái đồng tiền đó cất giấu ở trong đó. Thì bữa nọ Đức vua trên lên trên đài đó, mới thấy cái người thanh niên này khi mà gánh nước xong về vội vã chạy lại gốc thành phía đông, rồi bươi cái cục gạch ra, nhét cái đồng, không biết bươi cái cục gạch ra để làm cái gì ở trong, rồi cuối cùng là bỏ đi về nhà. Cứ như vậy, Đức vua nhìn thấy như vậy cho nên là để ý nhiều ngày, thấy cái người thanh niên này cứ sau mỗi buổi chiều gánh nước xong là chạy lại gốc thành phía đông, lôm khôm ở trong cái vách thành đó. Thì một hôm Đức vua mới cho gọi cái người thanh niên đó đến để mà hỏi sự việc, tại sao rồi ngươi làm cái nghề gì, rồi ngươi làm gì chạy lại cái gốc thành phía đông đó sau mỗi buổi chiều gánh nước nặng nhọc mệt nhọc như vậy. Thì người thanh niên đó mới thưa rằng muôn tâu bệ hạ, hạ thần gánh nước nướng cho ông bá hộ, hai vợ chồng gánh nước cho bố hộ, và mỗi một ngày như vậy ông bá hộ trả cho một đồng tiền vàng, cho một đồng tiền vàng, và hạ thần chạy lại cảnh lại cái phía đông của thành á, để hạ thần cất giấu cái đồng tiền vàng đó để dành. Thì Đức vua mới nói rằng thôi bây giờ ta thấy ngươi, hai vợ chồng ngươi gánh nước cũng rất là cực, thôi ta ban cho ngươi đó rất là nhiều cái đồng tiền vàng, bảo là ngươi hãy bỏ cái nghề gánh nước này đi, bỏ cái nghề gánh nước đó đi. Thì cái người thanh niên này mới thưa là muôn thâu bệ hạ có lòng tốt đối với hạ thần đó, thì hạ thần cũng xin là cảm ơn bệ hạ, bởi vì bệ hạ đã có quan tâm chiếu cố đến hạ thần và vợ hạ thần. Nhưng mà rồi đó thì hạ thần cũng không muốn bỏ cái nghề gánh nước này, Thì Đức vua bằng nhiều cách nói thôi bây giờ là ngươi hãy cố gắng đi, ngươi làm sao mà ngươi đừng có làm cái nghề này nữa, thôi ta ban cho ngươi một cái vị quan nho nhỏ để thu thuế thu tô ở trong bốn cửa thành này, tùy ngươi chọn. Thì Đức vua bằng cách này cách kia để dụ dỗ, kêu là cái người thanh niên này nên bỏ cái nghề gánh nước đó, chủ yếu là Đức vua kêu như vậy thôi. Nhưng mà rồi thì cái người thanh niên này nói nếu bệ hạ mà cho hạ thần làm quan thì hạ thần xin chọn làm quan thu thuế ở cửa đông của cái thành này. Thì Đức vua mới hỏi rằng tại sao ngươi lại chọn cửa đông, trong khi là cửa thành có bốn cửa, cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, cũng rất là nhiều cửa như vậy, tại sao ngươi không chọn mà chọn cái đông? Thì cái người thanh niên này mới thưa với Đức vua rằng muôn tâu bệ hạ, vì ở cửa đông có những cái đồng tiền của hạ thần đã chôn cất giấu ở đó từ nhiều năm nay. Qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng cái sự chấp thủ nó rất là nặng, không thể buông bỏ, dù là cách này hay là cách kia, nhưng mà rồi cũng không buông bỏ. Ban đầu thì vua bảo rằng nên bỏ cái nghề gánh nước để Đức vua ban cho rất được nhiều tiền, nhiều đồng tiền vàng, còn hơn là đi gánh nước như vậy chỉ một ngày có một đồng tiền vàng thôi.
Nhưng mà rồi người thanh niên này cũng không chịu. Cuối cùng thì đức vua ban cho một cái chức quan nho nhỏ để thu thuế, thu tô ở trong bốn cửa thành. Thì người thanh niên này không cần phải suy nghĩ mà chỉ chọn cho mình là làm quan ở cửa thành phía đông. Bởi vì ở đó có các cái đồng tiền mà người thanh niên này đã chôn cất bấy lâu nay. Ý chúng tôi muốn nói ở đây, tức là cái sự chấp giữ, chấp thủ cho chính mình, nó là một cái điều trói buộc rất là nặng nề. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa đó là sự chấp giữ sự vật do người khác tạo ra. Quý vị thấy rằng khía cạnh của mình tạo ra thì mình đã chấp giữ, đã đành rồi. Nhưng mà do người khác tạo ra, quý vị thấy rằng là cái sự tham của mình á, dù là chính bản thân của mình, mình tự tạo ra những cái điều đó để mình dính mắc. Rồi có khi có người khác tạo ra, nhưng mà tâm của mình dính mắc, vô mình dính mắc ở trong đó, mình tham đắm, mình dính dữ trong đó. Cho nên chính cái dục này, cái ái tham này, nó làm cho mình phải bị ở, dù là bản thân của mình thấy với cái cảnh đó, rồi những cái gì mà mình tạo ra mà mình cho rằng cái vật đó là mình sở hữu, rồi người khác tạo ra, có nghĩa là người khác cho mình tạo nên cái đó mà mình nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình, thì cái đó nó cũng đều là sự chấp giữ hết. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng cái người mà bị ái dục đó đó, cái ái tham đó đó, nó trói buộc như vậy, cho nên là họ sẽ là bị dính mắc ở trong những cái điều đó. Và do vậy đó, nói vậy chứ mình ở cõi nhân loại của mình nói riêng á, hay là cõi dục nói chung á, tại sao chúng ta có các cái giác quan quý vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta, thì là gì á, chúng ta thích thỏa mãn ở trong các cái cảnh đó. Cho nên là chúng ta tái sanh lại làm người thì chúng ta có mắt, có căn, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Cho nên là chúng ta dính mắc ở trong các cái trần cảnh đó, đủ năm trần cảnh đó, tức là chúng ta gọi là ngũ dục đó, ngũ dục. Trong khi các cái phạm thiên sắc giới đó, thì người ta mặc dù là các vị ấy là sắc tế có nghĩa là sắc nó nhỏ đó quý vị, nó không phải là thô thiển như chúng ta sắc tế, nhưng mà các vị ấy đó không có một số giác quan là các vị ấy không có đắm nhiễm quý vị, không có đắm nhiễm. Thí dụ như là không có, họ không có ăn, cho nên là họ không có tỷ, không có thiệt căn, không có ăn vật thực như chúng ta, cho nên là họ không có thiệt căn. Thiệt căn ở đây phải là nói là không có lưỡi, nhưng mà họ không có hệ thần kinh đó để rồi thụ hưởng ở trong các cái cảnh mà do thức ăn, thức uống chúng ta thích thú ở trong đó. Và thứ hai, thứ ba hai nữa đó là người ta không có tỷ căn. Nói tỷ căn không phải là không có lỗ mũi, nhìn vô cái lỗ không có, cái mặt chúng ta mà không có mũi thì không phải vậy, nhưng mà họ không có hệ thần kinh đó để họ thụ hưởng ở trong các cái thức uống, cái mùi thơm. Thí dụ như chúng ta biết là cái mùi thơm của nước hoa nam, rồi hoặc là mùi thơm của nước hoa nữ, hay là mùi thơm của cái gì đó mà chúng ta nghĩ là sự thích thú. Rồi họ cũng không có nam nữ, cho nên là không cần phải có cái hệ thần kinh thân, là sự xúc chạm thỏa thích ở trong đó. Chúng tôi nói như vậy để chúng ta so sánh giữa các vị phạm thiên sắc giới và những người ở trong cõi dục giới chúng ta, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta đó, thì sự thụ hưởng nó khác nhau. Và sự thụ hưởng nó càng nhiều đó thì chúng ta lại càng dính mắc ở các giác quan của mình. Đó là như vậy. Cho nên chính vì vậy mà người ta cũng nhiều cái sự khổ đau, nhiều cái sự đau khổ, cũng chính là sự trói buộc ở trong luân hồi, trong khổ đau. Có người đó cũng vì muốn ăn ngon mà người ta tạo ra tội lỗi, cũng vì muốn nhìn cái đẹp đó mà người ta đều tạo ra những cái điều tội lỗi. Chúng tôi nói như điều này không phải là quá đáng,
Nhưng mà rõ ràng có nhiều người thích nhìn cái đẹp đó, mà người ta tạo ra biết bao nhiêu cái tội lỗi. Người ta thích nghe những cái âm thanh êm dịu đó, mà người ta tạo ra những cái điều tội lỗi. Rồi có những người đó thích ăn những cái thức ăn ngon, rồi thích nhìn cái cảnh sắc đẹp, hay hoặc là chúng ta ngửi cái mùi thơm, hoặc là xúc chạm, chúng ta thỏa thích ở trong cái sự xúc chạm nam nữ, xúc chạm im ấm, vân vân, mà chúng ta tạo bao nhiêu cái tội lỗi đó. Là vì vậy cho nên là có nhiều khi tạo ra cái nghiệp bất thiện, có nhiều khi cũng chính cái dính mắc ở trong ngũ dục mà chúng tái sanh ở trong lòng dòng luân hồi khổ đau này. Và Đức Phật ngày dạy thái độ của một cái người trí đó, là khi mà mình thọ dụng các cái món vật dụng đó, thì ở đây đó là mình nên có quán tưởng, nên có quán tưởng. Còn nếu chúng ta không quán tưởng thì không được. Đức Phật dạy chúng ta đó là có cái sự quán tưởng khi thọ dụng ở trong năm món, trong các cái giác quan của chúng ta. Mắt ta nhìn cảnh sắc á, thì sự thật ra thì cái cảm nhận mà đẹp thì ai cũng cảm nhận đẹp. Nhưng mà chúng ta phải suy quán rằng á, các cái vật đó nó cũng đều là, cái cảnh đó nó cũng đều là vô thường. Mắt chúng ta cũng là vô thường. Cảnh mà chúng ta nhìn nó cũng vô thường. Cảnh mà chúng ta nghe nó cũng là vô thường. Cảnh mà chúng ta ngửi nó cũng là vô thường. Cảnh mà chúng ta nếm nó cũng là vô thường. Cảnh mà thân chúng ta xúc chạm nó cũng là vô thường. Và cảnh mà tâm chúng ta suy nghĩ rồi một thoáng chóng qua, chúng ta cũng, nó cũng, cũng tạm thời biến mất, cho nên nó cũng là vô thường. Nếu chúng ta quán được cái sự vô thường đó, thì đó là một trong những cái cách để đối trị lại cái tâm tham đắm ở trong ngũ dục. Cái khía cạnh thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, là đối với các cái vật gì đó, nó cũng là, nó cũng là, xin thưa quý vị, sự thật ra là nó đều là bất tịnh. Nếu mà nói đến thân của chúng ta là bất tịnh, cảnh vật cũng vậy. Dù cái hoa mà chúng ta nhìn nó tươi, nó đẹp như thế, nhưng mà rồi nó cũng sẽ úa tàn trong nay mai, nay mai thôi. Rồi cái âm thanh của chúng ta nghe nó cũng là không bền vững ở đó. Dù là như thế nào thì nó là phải là bất tịnh, phải là bất tịnh. Cho nên là chính vì cái tâm của mình có thọ dụng trong các cái món vật dụng, ăn cũng phải quán tưởng vật thực á, khi chưa đưa vào trong khỏi miệng của chúng ta thì nó đẹp, nó thấy hấp dẫn, rồi nó ngon như thế này hoặc là nó ngon như thế kia đó, là do chúng ta có vị giác thôi, chứ nó cũng không có cái gì mà bền vững đâu. Và khi mà đưa vào trong khỏi cổ của chúng ta, nó trở thành một bất tịnh. Rồi là cái gì cũng vậy, không vô thường thì nó sẽ trở thành bất tịnh, do tâm của mình đắm nhiễm như vậy. Đức Phật dạy một vị tỳ kheo đó, khi thọ dụng bốn món vật dụng, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh, y phục đó, thì đều phải quán tưởng. Y mà áo mà mình bẩn á, khi mình giặt sạch á, thì nó quả thật là nó sạch như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta bận vào trong cơ thể trong vòng một ngày thì nó đã dơ rồi, nó đã dơ rồi. Và vật thực này, y phục này đó, là để bận, để che đi cái sự lõa lộ, cái sự lõa lộ, che đi những cái sự xấu hổ của cơ thể, và ngăn ngừa nắng, mưa, gió, rắn, rít, mũi mồng, những cái côn trùng nó đốt chúng ta, thì quán tưởng như vậy đó, để rồi tâm của chúng ta không có đắm nhiễm dù là chúng ta ăn mặc như thế nào. Chúng tôi nhớ năm 1988, thời đó y áo rất khó khăn quý vị. Chúng tôi thọ sa di trước đó, thời điểm đó, mà quý vị biết rằng năm 88, lúc quý sư mà có những cái y thái cũ cũ cho mình mừng lắm. Bận mà hửi cái mùi thơm của nó, hửi mùi thơm của nó, cảm thấy thích thú, cảm thấy được một cái chiếc y thái quý lắm. Chiếc y thái, mặc dù cái y vai trái nó cũng là bận cũ mềm rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó quý.
thì để cho chúng ta thấy vào mỗi cái thời kỳ chúng ta được đầy đủ quá đó, thì không phải là chúng ta không có tâm tham đâu. Cái tham của chúng ta nó khác. Và chúng ta thiếu thốn á, thì nó, nếu chúng ta không có khéo để mà suy nghĩ đó, thì cái tham tâm của chúng ta nó cũng dễ dàng sanh khởi lắm. Cho nên là dù ở trạng thái nào thì nó có cái tham tương ứng như vậy. Tương ứng như vậy. Và do vậy đó thì y phục bận á, mặc á, thì Đức Phật dạy cũng nên quán tưởng. Vật thực ăn á, uống á, thì cũng nên quán tưởng. Rồi cái nơi ở của mình cũng nên quán tưởng. Không phải là ở để đẹp, ở để quy nga tráng lệ như những biệt thự hoành tráng, mà là chỉ nơi là ở để che nắng che mưa tu hành. Bởi vì cái không gian của một cái phòng của một vị sư, hay là cái cốc của một vị sư không quá lớn. Không quá lớn là chúng tôi nhớ không lầm đó, là nó khoảng 16 mét vuông hoặc là 20 mét vuông thôi. Phòng ở của mình, phòng nghỉ của mình. Sợ rồi Phật sợ rồi cho mình để nhiều à. Có lẽ là mình chất chứa nó nhiều à. Chất chứa nó nhiều. Cho nên không gian Đức Phật giới luật giải trong giới luật ấy, là không quá rộng. Không quá rộng. Để che nắng che mưa. Cho nên là cả bốn món vật dụng, y phục, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh, phương tiện của mình cũng chỉ vừa chừng. Đức Phật dạy lúc nào cũng phải là thiểu dục và tri túc. Thiểu dục và tri túc là cái điều cần thiết. Thiểu dục là muốn ít, mà tri túc là biết đủ. Mình biết đủ thì nhiêu cũng đủ, mà không biết đủ thì bao nhiêu cũng không đủ. Là Đức Phật dạy như vậy. Để chi? Ngăn chặn cái tâm tham mình đừng có tham cầu thái quá. Thái quá trong sự thụ hưởng. Cho nên cái tâm của mình dính mắc là vậy, là trói buộc là vậy. Cho nên cả hai cái đó cũng đều là khổ hết. Bây giờ á, chúng tôi nói đến cái bài học thứ hai ở đây là bài học số 96 La Mã. Thì Đức Phật dạy như thế này nè. Một vị tỳ kheo đó, những ai bị trục bởi dục đó, một vị tỳ kheo, này các vị tỳ kheo, những ai bị trói buộc bởi dục, những ai bị trói buộc bởi hữu, là những bậc đến lại, đến lại, đến và đi đó, đi đến lại có mặt ở đây. Thứ nhất là bị trói buộc bởi dục, cái thứ hai là bị trói buộc bởi hữu, bị trói buộc bởi hữu, cái thứ ba nữa là sự hiện hữu có mặt ở đây. Thì bây giờ là chúng tôi lần lượt chúng tôi xin nói. Trói buộc bởi dục là tương tự như vậy. Tức là tâm của mình á, như cái bài trước đó, thì mình bị trói buộc bởi dục. Bởi dục tức là cái dục tham, ái tham của mình á, dính mắc ở trong ngũ dục. Thì đó là cái sự trói buộc. Và khi mà mình bị trói buộc bởi dục như đó, quý vị thấy nè, nhiều khi ở trong cuộc đời này á, mình tự nhiên mình ăn, ngủ, nghỉ vậy. Mình thiếu thốn thì mình thèm khát. Mình thích thú cái này, thích thú cái nọ. Nhưng mà mình đầy đủ rồi á, thì mình không thích thú cái này, không thích thú cái nọ. Nhưng mà nói như vậy đó thì lại mình lại thích thú một cái khác. Chứ không phải không có đâu. Không phải là không có dục đâu. Cho nên là cái quan trọng á, là mình đừng bị trói buộc. Nghĩ nó như là một phương tiện. Dù gì đi nữa là nó là một phương tiện. Chúng ta xem nó như phương tiện, không phải là mình nói đây là phương tiện, là muốn làm gì làm, hay là mình muốn thụ hưởng làm sao thì thụ hưởng. Cái cách Phật dạy một vị tỳ kheo đó là thọ dụng bất cứ một cái vật gì đó thì mình cũng nên quán tưởng. Mắt mình thấy, tai mình nghe. Trong bốn thanh tịnh giới đó, thì Đức Phật có dạy rằng thu thúc thanh tịnh giới, tức là nói các căn của mình có suy mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta suy nghĩ, tâm chúng ta suy nghĩ đều có chánh niệm. Đó là sự thu thúc đó chứ. Yeah. Nó có sự thu thúc đó. Nếu mà mình không có chánh niệm thì dù là gì đi nữa, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, trong mỗi cử mỗi nhất cử nhất động á, mà nếu như chúng ta
không có sự thu thúc, không có chánh niệm, trong khi các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh, thì thật sự là tâm của mình dễ bị trói buộc ở trong đó. Như trói buộc bởi dục là như vậy, trói buộc bởi dục. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng không vô thường thì lại bất tịnh, không bất tịnh thì nó cũng phải luôn luôn là khổ. Bởi vì khổ ở đây chúng ta hiểu là nó là cái sự thiêu đốt bởi ái tham. Khi tâm của chúng ta hướng đến những điều đó, tìm kiếm và bị đốt nóng bởi lửa tham, cho nên nó là khổ đó. Nó là khổ đó. Và những cái sự mà dù là những cái gì mà tốt hay là xấu, nó đến rồi nó cũng đi thôi. Có nghĩa là nó biến đổi, không bao giờ bền vững. Mà tâm của một người thế thường, của tâm của một người thường bị dính mắc ở trong các cái cảnh đó mà mình nghĩ nó là thường tồn, nó là vĩnh hằng, nó là tốt đẹp, đó là nó là của mình, vân vân. Cho nên là khi đó tâm của mình bị dính mắc và bị trói buộc như vậy. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng bị trói buộc bởi dục vậy, rồi trói buộc bởi hữu. Hữu ở đây đó là sự có mặt đó quý vị, bao gồm cả cái sự sanh hữu và nghiệp hữu. Quý vị biết sanh hữu và nghiệp hữu, chúng ta nói vậy chứ chúng ta sanh lại làm người là cái sự trói buộc bởi cái có mặt của chúng ta. Ai thích sanh lại làm người thì có mặt lại làm người. Giống như là mình làm được một cái việc thiện gì, làm việc thiện thì thường thường mình nguyện rồi dẫn cái mơ ước. Cái người mà ở trong cảnh khổ ở cõi nhân loại này nè, người ta mơ ước là bây giờ người ta thiếu thốn về vật chất thì người ta không muốn đời sau người ta đầy đủ vật chất. Bây giờ người ta thiếu quyền quyền bính ở trong tay, quyền lực ở trong tay, thì người ta mong muốn người ta sẽ có quyền lực ở trong tương lai. Hoặc là người ta thiếu sắc đẹp thì bây giờ người ta mơ ước người ta sẽ được sắc đẹp. Hoặc là người ta thiếu cái gì thì mình ta nghĩ là người ta sẽ được cái đó. Mình dẫn chính vì vậy đó cho nên là nó khiến cho chúng ta phải phải có mặt, có mặt ở đời này và có mặt ở đời sau, mà bao gồm cả cả sanh hữu. Sanh hữu ở đây đó là bốn chủng loại, bốn chủng loại mà chúng ta thường được biết đó là nõn sanh, là loại sanh bằng trứng. Thí dụ như chim, chim, gà, vịt, rồi rắn, một số loài sinh bằng trứng. Rồi thai sanh là loại sinh bằng con. Thí dụ như con người của chúng ta, hoặc một số sinh vật như trâu, bò, heo, dê gì đó, là sinh bằng con. Rồi thấp sanh là một cái nơi sanh nơi ẩm thấp. Thí dụ như trùng, dế, rồi cá, rồi chẳng hạn, là những cái nơi mà sanh nơi một cái ẩm thấp như vậy. Rồi quá sanh là chúng sanh mà chúng ta thấy là vô hình, chư thiên, rồi số Atula, số ngạ quỷ, vân vân. Thì những chúng sanh đó là đều là quá sanh hết. Quá sanh, đó là bốn chủng loại: noãn, thai, thấp và quá. Và như vậy thì bốn chủng loại này á, thì được gọi là thai, được gọi là sanh hữu. Sanh hữu, sanh hữu là nó được thể hiện qua bốn chủng loại đó. Chúng ta nhìn lại ở cõi người của chúng ta, nó có thể là đầy đủ bốn chủng loại đó. Cõi nhân loại của chúng ta đầy đủ bốn cái chủng loại đó. Rồi các cái cõi chư thiên á, thì hầu như là quá sanh hết. Phạm thiên cũng là quá sanh. Còn cõi nhân loại của chúng ta thì dường như là đủ bốn cái loại, bốn chủng loại đó, bốn chủng loại. Thì những cái sự hiện hữu đó, đó là gì? Do nghiệp, do sanh, do họ có mặt ở trong bốn chủng loại đó. Dù là sanh hay quá sanh, hay là thấp sanh, hay nõn sanh, hay là thai sanh, thì đều là như vậy hết. Rồi bây giờ chúng ta nói đến nghiệp hữu. Nghiệp hữu là những cái mà chúng ta đầu tư tạo tác ra. Đầu tư tạo tác. Bây giờ này chúng tôi nói nè, quý vị thấy rằng là
giống như mình làm việc cái gì, mình ở ngoài đời xã hội, chúng ta có đầu tư cái gì, chúng ta có tạo tác ra cái gì, thì chúng ta sẽ có sự thụ hưởng đó. Giống như mình muốn trở thành một giáo viên thì mình phải học bao nhiêu năm, ngoài cái việc mà học hết phổ thông, rồi chúng ta học bao nhiêu năm sư phạm, ra thực tập, rồi chúng ta đứng lớp dạy, thì chúng ta sau này chúng ta trở thành một giáo viên. Thì nhờ vì chúng ta học cái kiến thức mà 12 năm của phổ thông của chúng ta, cái kiến thức mà chúng ta ở trong môi trường đại học sư phạm, rồi chúng ta ra thực tập đứng lớp, rồi giữ giờ vân vân, rồi chúng ta mới đứng lớp để mà giảng dạy, thì chúng ta mới được gọi đó là giáo viên. Do chúng ta có đầu tư như vậy cho nên là chúng ta gọi là nghiệp hữu đó quý vị, nghiệp hữu đó. Cho nên chúng sanh mà có mặt ở trong cõi dục đó, là do đắm nhiễm ở trong cõi dục và mong muốn có mặt ở trong cõi dục nói chung và cõi nhân loại chúng ta nói riêng, thì đó là cái nghiệp mà chúng ta tạo ra, chúng ta đầu tư tạo tác ra. Rồi chúng sanh ở trong sanh trong cõi phạm thiên sắc giới, vật vô sắc giới đó, thì những chúng sanh này đó là do tu thiền chứng mà có. Tu thiền chứng mà có. Cho nên là họ có đầu tư chứ. Đầu tư là sao? Là họ tu thiền để rồi tâm của họ định, rồi các cái chi thiền sanh khởi lên áp chế các cái triền cái, rồi họ chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ở trong bốn thiền của kinh Tạng, bốn thiền sắc và bốn vô sắc. Thì họ chứng thiền ở thiền nào thì họ sanh về cảnh giới đó, sanh về cảnh giới đó. Cái cảnh giới đó nó tương xứng với cái thiền chứng của họ. Đối với cõi người của chúng ta cũng vậy, cái cõi dục của chúng ta cũng vậy. Nói đến các cái cõi dục thì có 11 cõi dục, trong đó có 4 cõi khổ thì chúng ta không nói đi. Nhưng mà 7 cái cảnh giới vui, 7 cảnh giới vui, từ cõi người, tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Thì những cái cõi này đó là những gọi là cõi dục giới vui. Cõi dục giới vui. Cho nên chính cái sự đầu tư của chúng ta, chúng ta có tạo phước gì đó, cho nên chúng ta sanh về cõi đó. Chứ không phải lời đương không. Thí dụ như một người có bố thí trì giới, bố thí, rồi có trì giới thì rồi là có cung kính, có phục vụ gì đó, thì tùy cái phước, rồi họ sanh về các cái cảnh giới khác nhau, thì do chúng ta có đầu tư cho nên chúng ta có hiện hữu, có hiện hữu. Nếu không có đầu tư thì chúng ta không bao giờ có hiện hữu, và những cái điều đó là do nghiệp chúng ta tạo, nghiệp chúng ta tạo. Nghiệp chúng ta tạo đó là nghiệp bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Mà nói phần lớn ở đây nói đến nghiệp thiện đi. Bởi vì nghiệp bất thiện thì cho đến quả khổ làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la rồi. Còn nghiệp thiện ấy, thì chúng ta có thể rằng nghiệp bất thiện thì cho quả khổ rồi. Nhưng mà nghiệp thiện ấy, thì chúng ta sanh cõi người, rồi tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Đó là những cõi dục giới vui. Dục giới vui. Như vậy thì chúng ta có đầu tư đó. Và do có đầu tư, có tạo tác những cái thiện nghiệp đó, cho nên là chúng ta sanh lại những cái cảnh giới vui đó, thì cái đó được gọi là nghiệp hữu. Nghiệp hữu do nghiệp đó nên khiến chúng ta hiện hữu. Hiện hữu. Cho nên là để mà mình sanh lại làm người thì dĩ nhiên là mình có cái phước tạo ra để sanh lại làm người. Mặc dù là ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng là được sinh làm người là khó. Được sinh làm người là có. Kicho manusapa tilapo kichang machana kichang mach kichang sát tham kichang machana chi vị tăng kichang kichang sát tham vân vân kicho buddha năng upado, có nghĩa là khó thai được sinh lại làm người, khó thai giữ được mạng sống, khó thai nghe được chánh pháp, khó thai được Phật ra đời. Thì ở đây đó, nói được sanh làm người đó là một trong những cái điều nó khó rồi. Nhưng mà do chúng ta có đầu tư chứ, chúng ta có tạo tác cái nghiệp đó,
Cho nên là chúng ta sanh lại làm người, sanh lại cõi người, sanh lại làm người là khó so với các cõi khổ. Mà trong kinh Đức Phật, trong kinh Tăng Chi Đức Phật ví dụ rằng để mà sanh lại cõi lành á, thì Đức Phật ví dụ giống như là hai cái sừng của con bò, và sanh lại cõi khổ đó thì nó nhiều như cái số lông của con bò. Có nghĩa là chúng ta dễ sanh lại cõi khổ lắm, chỉ cần một niệm nào đó nó không đẹp, không tốt, không hay, bất thiện rồi đó, thì chúng ta có thể sanh vào khổ cảnh rồi. Trong khi chúng ta làm được điều lành đó, tích lũy rồi phải nuôi dưỡng, rồi phải làm cho nó trưởng thành lớn mạnh dữ dững như vậy, thì chúng ta mới có thể sanh được cõi lành. Nhưng mà tất cả sanh cõi lành và cõi khổ là do chúng ta đầu tư, chúng ta tạo tác ra, chính tạo tác cho nên là khiến cho chúng ta phải hiện hữu ở trong cuộc đời này. Bây giờ nói đến cái bậc thánh á, người bậc thượng trí á, thì thấy rõ, biết rõ được mọi cái sự nguy hại của ngũ dục, mọi sự. Đức Phật ngài dạy rằng đối với ngũ dục á, thì ít vui nhưng mà nhiều khổ. Ít vui nhiều khổ. Sự thật ra nó vui nó có ít lắm. Mình nói rằng giẫm cuộc đời của mình á, kiếp người của mình á, thì có thể là trên dưới 60 tuổi đi, nhưng mà rồi á, là để chúng ta thụ hưởng một cái mà gọi là chúng ta gọi là tạm gọi đó, tạm gọi đó là hạnh phúc, cái sự cái thời mà vàng son nhất của cái sự thụ hưởng ấy, thì cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Lúc nhỏ thì chúng ta cũng không có gì để gọi là hưởng thụ, mặc dù cũng có hưởng thụ, nhưng mà cái cảm nhận của chúng ta hưởng thụ ngũ dục nó không có nhiều. Đến khi chúng ta trưởng thành là chúng ta hưởng thụ ngũ dục là không phải đương không mà nó có, mà chúng ta phải tạo tác ra. Rồi đến khi mà về lớn tuổi, cỡ thành cái tuổi trung niên rồi, hay hoặc bước sang cái tuổi lão niên, còn gì nữa được gọi là hưởng dục. Hưởng dục. Cho nên Phật dạy rằng dục đó ít vui nhiều khổ. Và dục đó đó thì Đức Phật ngài nói là nên có ba cái khía cạnh, nên nhìn bằng ba khía cạnh. Chúng ta thường thường chỉ thấy một khía cạnh thôi, chứ không có thấy hết cả ba khía cạnh. Thấy cái thường ba khía cạnh đó là gì? Khía cạnh là Đức Phật ngài nói dục nó có vị ngọt của ngũ dục. Vị ngọt của ngũ dục là sao? Mắt chúng ta thấy cảnh đẹp đó, tai chúng ta nghe âm thanh êm dịu đó, mũi chúng ta ngửi thơm đó, lưỡi chúng ta ăn uống thức ăn gì đó chúng ta thấy ngon, thân chúng ta xúc chạm êm ấm nó, hoặc là một cảnh gì đó chúng ta suy tư mà cảm thấy thích thú miên man vào trong cái sự suy tư của chính mình, trong cái suy nghĩ của chính mình, thì đó nó có vị ngọt của nó, vị ngọt của nó. Hoặc là lúc chúng ta tuổi trẻ đó thì mắt chúng ta sáng, tóc chúng ta đen nhánh, đen, rồi các căn của chúng ta nó linh hoạt như vậy, trí não của chúng ta cũng nhanh nhẹn bén nhạy, vân vân, thì nó có vị ngọt của nó. Chúng ta có sức khỏe, cho nên là lúc mà trẻ thì ăn nhiều khi sợ đói, sợ thiếu, không đủ ăn, ăn không đủ no, nhưng mà về già thì ăn sợ dư đó, ăn sợ dư. Cho nên là cũng là con người ấy thôi, nhưng mà lúc trẻ thì chúng ta khác, lúc già thì chúng ta khác. Cho nên Phật dạy là trẻ dục, ngũ dục á, thì nó có vị ngọt của nó, rồi nó có cái sự nguy hiểm của nó. Nguy hiểm của nó là lúc mà chúng ta đến lúc nào là chúng ta tìm ra những cái để chúng ta hưởng nha. Chẳng qua là chúng ta mong muốn là đời lúc trẻ chúng ta ráng lao động tìm của cái vật chất để nhiều, về già rồi chúng ta có tiền của để lại để chúng ta thụ hưởng. Nhưng mà quý vị thấy là mình thụ hưởng được có bao, hưởng được cái gì? Người ta nói là trẻ ráng làm mà già nằm không ăn, mình ăn còn không nổi, nằm còn không xong nữa. Thì ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là nó có sự nguy hại của nó. Lúc mà về già thì mắt chúng ta bắt đầu mờ, tay chúng ta bắt đầu lãng đi, điếc đi, không? Rồi chân tay của chúng ta bắt đầu run rẩy, yếu ớt lại rồi. Đó. Mọi chuyện là nó đều không, đều
khiển như của mình được nữa. Điều khiển như ấy. Nếu như mình mạnh khỏe mình bước, nó muốn bước thì nó dễ. Còn lúc mà bệnh hoạn già cả rồi bước một bước nó cũng khó khăn. Đi một bước đi cũng khó khăn. Thì ở đây đó có thể nói rằng cái sự nguy hiểm của ngũ dục là vậy. Và sự nguy hiểm của ngũ dục nữa đó là gì? Lúc mà chúng ta bị chúng ta bệnh đau, chúng ta già nua, rồi chúng ta chết, thì cái đó cũng là cái sự nguy hiểm của chúng ta. Nó không có cái gì mà bền, không có gì mà chắc. Đó là Đức Phật ngày dạy vậy. Rồi cái khía cạnh thứ ba nữa đó là đối với ngũ dục thì có nên có cái sự xuất ly. Xuất ly ở đó đó là sao? Là tâm của mình đối với ngũ dục, trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó, nên có cái sự nhìn nhận một cách rõ ràng. Rõ ràng ở đây đó là nên có cái sự quán tưởng và đừng để cái tâm của mình nó đắm nhiễm ở trong đó. Và khi mà mình đắm nhiễm thì mình bị khổ. Đức Phật ví dụ là ngũ dục như như hố than hồng. Quý vị thấy hố than á, người ta đốt than ở dưới đó, hồng đỏ thì mình nhảy qua nhảy lại, đứng gần nó nóng lắm. Đứng gần nó cũng nóng. Hố than hồng. Dục á là như bó rơm khô mà đốt, bó đuốc mà rơm khô mà đốt, chúng ta chạy ngược gió nó cũng nóng, nó phỏng vô mặt của chúng ta là vậy. Hoặc là dục á là như một khúc xương. Khúc xương quý vị thấy cục xương khô á, con chó nó cứ gặm tới gặm lui, gặm tới gặm lui hoài, mặc dù nó không còn có chất bổ, chất dinh dưỡng, chất ngọt gì ở trong đó, mà nó cứ gặm tới gặm lui vì nó nghe mùi, nó nghe mùi của cái mùi mùi xương, mùi thịt gì đó mà nó thích thú, nhưng mà nó ngậm thì không có chất dinh dưỡng gì. Đức Phật ví dụ vậy. Cho nên đối với người trí á, thì Phật dạy mình á, là nên có một cái nhìn nhận, thấy cái sự hả, mình có hiện hữu á, thì có khổ đau. Có hiện hữu thì khổ đau. Vì có sự hiện hữu mà trong gì? Trong thập nhị nhân duyên hay là giáo lý duyên khởi, thì sinh hữu và nghiệp hữu có sự hiện hữu. Hữu thì sẽ là duyên cho thủ, nó liên quan đến dục thủ. Kiến thủ là cái quan điểm nhìn nhận của chính mình, dục thủ là tâm của mình đắm nhiễm ở trong các cái trần cảnh sắc tinh nương vị xúc đó. Kiến thủ là theo cái quan điểm của mình nhìn nhận, kiến thủ là theo quan điểm này. Và ngã chấp thủ là chúng ta cho rằng là cái đó là của mình, là sở hữu của mình, là mình, là của mình, là tự ngã của mình, vân vân. Ở trong những cái khía cạnh đó, và chính sự đó là sự trói buộc đó chứ, đó là sự trói buộc. Cho nên là Phật dạy đối với ngũ dục đó thì nên có một cái sự nhìn nhận thấy rõ, dục là vô thường, dục là bất tịnh, dục là khổ, chúng ta thấy như vậy. Và đối với các cái căn của mình mà tiếp xúc với các trần cảnh thì nghĩ rằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi nó cũng chỉ là sự giao thoa giữa căn và cảnh, không có cái chi là của mình, không có cái chi là để cho mình đáng để mà mình đắm nhiễm ở trong đó. Và khi mà mình đắm nhiễm thì mình bị trói buộc, và khi bị trói buộc như vậy thì mình không thoát khổ. Cho nên trong kinh Đức Phật, trong kinh Tương Ưng, Đức Phật ví dụ rằng ai đối với sắc á, mà cho rằng sắc là đẹp á, ai ưa thích với sắc á, thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Cho nên đối với thân ngũ uẩn của chúng ta cũng vậy đó. Đối với sắc thân này á, mình ưa thích cái gì thì cái đó nó trói buộc, và chính cái đó nó làm cho mình khổ. Nói như vậy đó. Sự thật ra thì mình tiêu hóa cái điều này đó không phải là dễ, và để mà mình thực hành điều này đó cũng không phải là dễ. Nhưng mà Đức Phật dạy cho ta rõ là nếu mà mình không có nhìn nhận bằng sự thật để mà mình quán chiếu, mình tu tập, thì sự thật ra là mình ưa thích cái gì, ưa thích với sắc,
thọ tưởng hành thức gì đó, thì chúng ta ưa thích với cái gì? Thì chúng ta ưa thích với khổ. Mà ưa thích với khổ thì không thoát khổ, là như vậy. Điển hình là chúng ta có hiện khởi ở trong đời sống luân hồi này. Và do có hiện khởi cho nên chúng ta dính mắc, do dính mắc cho nên chúng ta hiện khởi. Như vậy thì để mà muốn thoát được cái sự dính mắc đó đó, thì chúng ta phải nhìn nhận bằng sự vật, quán chiếu về mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Nó chẳng qua là sự giao thoa giữa căn và cảnh thôi, chứ không phải là do mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình tiếp thu, mình đụng, mình suy nghĩ gì, không phải. Chúng ta sanh ra đời, chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, là có các cái căn để tiếp xúc với các trần cảnh. Mà các trần cảnh nó chẳng qua là sự giao thoa giữa căn và cảnh gặp lại, là xúc sanh khởi. Mà cái quan trọng là chúng ta có quán chiếu, có tu tập. Trong mỗi niệm, mỗi khắc của chúng ta, sự thụ hưởng nó cũng không cần phải, không có gì gọi là để thụ hưởng. Chẳng qua nó là, thí dụ như bây giờ nè, mình ăn là để sống, để mình tu tập. Mình mặc là để che cái sự lõa lồ, để rồi mình trang nghiêm, mình tu tập thôi. Chứ không phải là mặc để đẹp, để sang trọng gì ở đây. Mà chúng ta có sự quán chiếu như vậy, thì cái thái độ của mình đối với ngũ dục đó, nó hết sức là có một cái sự thu thúc ở trong đó. Còn nếu như mà mình không có sự thu thúc thì cái mối hiểm họa mà chúng ta có đó là thường xuyên bị dính mắc. Dính mắc thì chúng ta dính mắc trong cái khổ, luôn luôn tiếp diễn là như vậy. Hôm nay trong cái bài này, hai cái bài, bài 95 và bài 96 nói đến các cái dục. Thì chúng tôi xin gom lại hai bài, do hai bài nó có liên hệ ý nghĩa nhau, cho nên chúng tôi giảng chung như vậy. Cũng mong rằng chư Phật tử chúng ta ghi nhận, suy gẫm lại cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta tự tu tập cho chính mình được cái sự an lạc ở trong đời sống. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa. Và con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhutto sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba buddha na bhavena sada thase bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba dhamma na bhavena sada thase bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba sangha na bhavena sada thase bhavantu te. Tất cả phương pháp có nên người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya re wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca
Gama cha de sa ni gama cha isara sappana puta sukhita bawan tu te cha la mu cha ye pi cha anda sampawa samsena cha ta athavo papatika niyani kang thamma wa rang patit cha te sappe pi dukkha sarantu sankhayang tha tu chi rang sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga na sang khô hô tu sa mắc vô vá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô vút thìm sâm pa hu ne ya ma thầm ma ri ya pa vê đi tê. Dạ, chúng